Chào mừng em đã quay trở lại với Lam News. Mới hôm qua, chúng ta có những hình ảnh đầu tiên về ca sĩ Jeffrey Lam và hôm nay đến được người anh em của nó, ca sĩ Jeffo Lam. Như mình đã nói ngày hôm qua, đây không chỉ là bản render dựa trên ý tưởng nghĩ ra mà còn dựa trên thông tin đáng tin về Jeffo Lam từ một leaker được mệnh danh là người dẫn đường. Và như bạn đã thấy, chỉ có hai điểm khác biệt chính về thiết kế của Jeffo Lam so với người tiền nhiệm của nó. Đầu tiên là cách bố trí cụm camera. Giờ đây có vẻ như dòng sản phẩm chủ lực của S-Series sẽ mang đến một thiết kế tương đồng trên toàn bộ các flagship của họ. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật camera hầu như không thay đổi, vẫn sẽ là camera chính 50MP, camera siêu rộng 12MP và camera zoom tele 3x 10MP. Thay đổi lớn thứ hai mà chúng ta có thể thấy là bản lề, khi gặp lại sẽ kín hoàn toàn và gần như không khe hở nào giữa hai phần màn hình. Và đó là do bản lề giòn nước mà Samsung đang sử dụng. Bản lề mới này sẽ nhẹ hơn trên Z Fold 5 và nhẹ hơn 9g so với Z Fold 4 ở mức 253g. Nó cũng sẽ làm cho điện thoại mỏng hơn gần 3mm và đây là một khác biệt rất lớn. Thay đổi lớn nhất khi đổi bản lề này là nếp nhăn màn hình sẽ khó nhìn thấy hơn vì màn hình gập lại theo hình bầu dục. Tuy nhiên, kích thước màn hình ngoài và màn hình trong sẽ không thay đổi. Vì vậy, theo những gì chúng ta có, sẽ không có thay đổi lớn nào vào thời điểm hiện tại. Ngoài cụm camera, mọi thứ cơ bản trông giống Z Fold 4. Có vẻ như năm nay Samsung tập trung nhiều hơn vào dòng Z Flip 5 vì nó có nhiều thay đổi thực sự lớn, trong khi Z Fold 5 chỉ có thay đổi lớn nhất về bản lề. Trên thực tế, thay đổi này cần thiết để giải quyết hai vấn đề mà người dùng dòng Z Fold 5 phàn nàn nhưng thiết nghĩ không đủ để mang lại ấn tượng mới về ngoại hình của Z Fold 5. Ngoài lề một chút, nếu anh em đang quan tâm các dòng điện thoại chính hãng như Samsung, Apple, Xiaomi, có thể tham khảo ngay tại đại lý ủy quyền chính hãng từ ClickBuy. Giá chính sách bảo hành kết nối tốt nhất thị trường hiện tại, bao gồm các ưu đãi cực kỳ lớn như mua máy chính hãng sẽ đi kèm với gói bảo hành rơi vỡ vào nước độc quyền, giá thua cũ đổi mới tốt nhất thị trường. Và đó kết thúc điểm tin. Đừng quên hãy like và sub kênh để cập nhật thêm nhiều tin công nghệ mới nhất.